Cảm ơn Chúa. Kính thưa quý vị, giá trị cuộc sống của chúng ta tùy thuộc vào quan điểm và sự nhận thức riêng của từng cá nhân mình. Có những điều mà đối với người này thì thật là quý giá, nhưng đối với một ai đó thì chỉ là hư không. Trải qua nhiều năm tháng với những thăng trầm và với những trải nghiệm trong cuộc sống của mình, rồi đến một lúc chúng ta chợt nhận ra rằng tất cả mọi điều trong cuộc sống của mình có phải chăng là danh lợi, địa vị, tiền bạc hay là sự tri thức để đem đến sự thỏa mãn cho mình không? Có bao giờ mình tự hỏi với chính mình rằng điều gì là tất cả cho chính tôi? Trong Kinh Thánh, Thánh Phaolô cũng đã viết và cũng đã thấy chân lý này trong Philip đoạn 3 câu 8 rằng: "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ." Cảm ơn Chúa, những anh chị em của chúng ta trong Hội Thánh Vancouver cũng muốn nói với chính lòng mình và cũng muốn tôn vinh Chúa qua bài hát rằng là Ngài là tất cả cho tôi. Xin mỗi chúng ta lắng lòng để nghe lời của bài hát này, Ngài là tất cả cho tôi. Xin mời tất cả những anh chị em trong Vancouver.